ra đường gặp gái thì xui. Đây là quan niệm bất thành văn thường trực trong suy nghĩ của rất nhiều người. Buổi sáng bước chân ra đường để bắt đầu một ngày làm việc mới mà cánh đàn ông lại gặp chị em phụ nữ thì quả là gay go. Nhiều người thường để ý, nếu không có các bà các chị ra đường hoặc thấy có đàn ông đi lại thì mới dám ra khỏi nhà. Họ làm vậy chỉ vì quan niệm ra đường nếu gặp gái có thể làm ảnh hưởng đến công việc của họ, có thể gặp điều không may hoặc những rắc rối. Dù có quan niệm như vậy hay không, nhưng phần lớn mọi người đều không lý giải được tại sao lại có quan niệm này. Quan niệm đấy thì nó cũng 50-50 thôi. Nhiều lúc là đi mà công việc nó cũng nhiều khi ra đường gặp phụ nữ nhưng công việc rất là hoàn thành, nhưng nhiều khi cũng không hoàn thành. Thế thì nhiều cái lúc nào mà không hoàn thành thì về là cũng ngẫm nghĩ lại, cũng xem giờ ngày hoặc là xem lại, có khi lại là gọi là cái ngày này là ngày không tốt, hoặc là ra gặp cái cô này chẳng hạn, hay là vía của cô nó không tốt cho nên là nó không được cái việc công việc của mình, cho nên nó không mãn nguyện. Theo tôi đấy, cái quan niệm mà gặp gái xui là theo tùy của từng người thôi, nhưng mà theo tôi đi thì coi là thấy cảm thấy bình thường. Quan niệm ra đường gặp gái thì xui là một quan niệm dân gian không biết có từ bao giờ ở Việt Nam. Có nhiều cách lý giải dân gian khác nhau cho quan niệm này. Chẳng hạn như phụ nữ là đại diện cho tính âm, may mắn và hạnh phúc đại diện cho tính dương. Ra đường mà gặp tính âm có nghĩa là công việc trong ngày sẽ có ít nhiều không thuận lợi. Chủ đề ra đường gặp gái thì xui cũng tốn không ít giấy mực của các nhà nghiên cứu văn hóa. Họ đi tìm câu trả lời cho quan niệm của các cụ để lại. Nhiều nhà văn hóa cho rằng quan niệm này vốn xuất phát từ thái độ trọng nam khinh nữ đã tồn tại trong xã hội phong kiến xưa. Đây là một cái quan điểm nó phần nào chịu ảnh hưởng ở cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Nho giáo trong các cái đời sống xã hội, trong các cái công việc. Ví dụ như người phụ nữ thì chỉ ở nhà, ở bên trong bốn bức tường, còn lại mọi công việc ở ngoài bốn bức tường, ngoài cái nhà ấy là công việc của người đàn ông. Thế nhưng cùng với cái quan điểm ấy là cái quan điểm hay là cái những cái quan niệm của dân gian của người Việt. Họ cũng có thể nói là cùng cực hóa cái quan điểm của Nho giáo để nói rằng là gặp người phụ nữ thì thường là không may mắn. Lịch sử Phật giáo đã ghi nhận cuộc gặp với duyên lành vô cùng lớn lao giữa Thái tử Tất Đạt Đa với nàng Tu Sở Đa. Chính nàng đã cúng dường bát sữa đầy ý nghĩa, đem lại tinh thần minh mẫn và sức khỏe tráng kiệt trở lại cho Thái tử trước khi ngài nhập thiền định 49 ngày đêm dưới gốc cây Bồ Đề. Người ta nói rằng nàng Tu Sở Đa đã mang duyên lành đến với Đức Phật. Thời khắc mà Đức Phật gặp Tu Sở Đa chính là thời khắc ngài sắp đắc đạo thành Phật. Đạo Phật là một tôn giáo đề cao lòng từ bi với những tư tưởng tiến bộ mang tính nhân loại cao cả. Kể từ khi ra đời cách đây hơn 2.500 năm, Đạo Phật luôn đề cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội. Vì vậy, với nhân sinh quan mang đậm tư tưởng bình đẳng của Đạo Phật, quan niệm ra đường gặp gái thì xui là một quan điểm sai mà những người Phật tử cần nhận thức đúng và loại bỏ ra khỏi đời sống. Không phải nó xui rủi hay hoặc những cái gì nó trở ngại, nó không tốt là do nhân quả, chứ không phải do gặp người nữ hay gặp một cái bất cứ vấn đề gì. Do này những người, cái quan niệm đó là những cái tập tục quan niệm của những người ta lập ra, nó không phải là hợp lý, không đúng với chân lý. Ra điều đó chúng ta không nên nghe, không nên tin và cũng không nên theo cái như vậy. Để mình gặp người nữ rồi hoang mang, phải nghĩ ngợi, nhất là mình nghĩ cái gì xấu rồi đó, tâm mình hoang mang, tâm mình nghĩ xấu. Thí dụ như đang chạy xe, đi xe máy mà nghĩ tới cái việc như vậy, gặp cái điều xui rồi, gặp điều xấu rồi, cái tâm mình hoang mang rồi. Mà đi xe chắc chắn thế nào cũng có bị va vẹt liền, vì cái tâm của mình chứ không phải vì cái việc kia. Không ít người khi công việc trong ngày không được như ý, thuận lợi hay gặp những điều không may, thay vì đi tìm nguyên nhân hoặc cách khắc phục thì điều đầu tiên mà họ nghĩ đến là đổ tội cho việc ra đường gặp gái.
Nếu là đệ tử của Phật thì nên hiểu rằng sự thành bại trong cuộc sống hàng ngày là tùy duyên. Nếu công việc thành công tức là đã hội đủ duyên lành, còn nếu chưa thành công hay không may mắn, con người không nên đổ lỗi cho những yếu tố bên ngoài. Đứng về mặt khoa học thì cái việc mà gặp phụ nữ thì nó không có cơ sở để làm ảnh hưởng đến công việc của người ta. Nhưng mà đây nó là một cái nét tâm lý, một cái nét phong tục từ xưa, cho người cẩn thận thì họ vẫn kiêng. Và ta xem đấy như một nét phong tục chứ ta đừng mê tín. Và tôi nói lại là càng ngày cái nét phong tục này nó sẽ càng mờ đi và dần dần nó sẽ mất hẳn. Như vậy, ra đường gặp gái thì xui là một quan niệm không đúng. Thay vì có suy nghĩ là sẽ gặp đen đủi trong ngày thì nên vui vẻ chào hỏi và có thái độ thân thiện với mọi người, dù là nam hay nữ. Việc này sẽ giúp cho chúng ta có một tâm trạng tốt và thoải mái để bắt đầu một ngày mới. Trong xã hội hiện đại, nam nữ ngày càng bình đẳng, người phụ nữ ngày càng có vị trí cao trong xã hội. Vì thế, cần nhận thức một cách đúng đắn để lựa chọn trong mình một quan niệm và hành vi tích cực.